quá. Sáng sớm đã có ai gọi rồi. Ủa, ai gửi cho mình cái gì này? À, bức thư à? Thử xem nào. Chào Núp Gà, ta là chủ server xịn sò con bò MinePlow.net. Ta nghe nói rằng ngươi có khả năng tiêu diệt rồng rất ghê, nên ta gửi ngươi bức thư này muốn thách đấu với ngươi. Vào server ta thì thí với mấy con rồng và con bốt xem trình độ như thế nào. Có giỏi thì vô nhé. Ai da, tên này láo thật dám. Sáng sớm không? Trời đất, cái gì nó đây? À, quên mất IP. À, đây là IP à? Rồi. Láo thật các bạn ạ. Dám gửi thư thách đấu. Dạo này trời đất ơi, không có ai ra gì rồi. Không biết rằng là vua diệt rồng là Núp à? Bực quá mà. Được rồi, mình sẽ tới cái server của chuối này. Dám xỉ nhục Núp bạn, mình sẽ tẩn nó mấy con rồng, mấy con bốt, không trượt phát nào luôn. Chờ đấy, bực quá mà. Đâu nào, chơi mạng phải không? Ok, MinePlow.net. Rồi, MinePlow.net nhập vào là tham gia máy chủ này. Hình như là mình đã từng khuấy đảo cái server này rồi các bạn ạ. Rồi, có thể là các bạn nào chưa khuấy đảo server này cùng mình thì bạn có thể là vào đây tạo nick nha. Đấy, ở đây có hướng dẫn đầy đủ này. Nhưng mà mình có nick rồi, thế nên là bây giờ mình sẽ đăng nhập vào. Đăng nhập bây giờ mật khẩu à? Đấy, sau khi đăng nhập xong thì cái gì đây? À, đây là giới thiệu server, thôi bỏ qua đi. Khuấy đảo server là vào tẩn luôn các bạn ạ. Đâu, xem nào, máy chủ nào. Ái chà chà, nhiều máy chủ quá ta. Ở đây có Skyblock này, 123 này. Ui, nhiều cả... Ui, có cả Free Skyblock này các bạn. À, nghe đồn là đây là máy chủ siêu cày cuốc các bạn. Đấy, nói không với donate à? Ui, ghê vậy ta. Ok, Survival phải không? Ui, có cả Bedwars này. Được rồi, hôm nào mình sẽ stream rồi mình chơi Bedwars cũng hợp lý này các bạn này. Đấy, ui dồi. Ui, có One Piece này. À, hình như là rủ mình vào đây oánh bốt ở đây này các bạn ơi. Rồi, One Piece này, RPG này. Chắc là mình sẽ vào server này các bạn. Đấy, còn bạn nào ham Skyblock thì bạn có thể vào đây chơi nhá. Vừa mới tạo server thôi, thế nên là thao hồ mà đua top. Rồi, ok, chúng ta vào One Piece đi. Đấy, chà chà, xịn ghê ta. Lâu lắm mà mình không quay lại đây. Có vẻ là tạo ra nhiều cái con bot đặt thử thách cho mình. Đâu xem nào, có vào. Ấy ra cho mình nhiều gì. Ôi, ở đây có dương này. Không được à? Dương này mở không được à? Ở nhà mình sẽ ở đây có lệnh này. Ok. Ui, trời đất ơi, nhiều đồ dã man luôn. À, có vẻ là vừa mới vào là cho mình mấy cái đồ củ chuối này để có thể là oánh bốt đây mà. Cũng được, phải cho đồ chứ trời ơi, thử thách thì vào tay không đấm rồng thì làm sao đấm được. Đây là đồ gì đây? Ui, xịn phết nhờ. Đấy, cha cha, xem nào. 17 sinh lực cả. Ui, tăng 30% giáp này, 50% kháng đẩy lùi. Xịn đấy, cũng được đấy, cũng đáng đồng tiền bắt gạo đấy. Xem nào. Ở đây thì còn có, ui, có lá đu đủ ạ. Trời ơi, ăn cả lá đu đủ luôn à. À, cái này là assassin. À, mình mới nhớ ra rằng là ở trong này, cái server này có nhiều hệ phái lắm. Nên mình có thể là chọn đây này. Đấy, chọn class đây, cung thủ pháp sư này. Chiến binh báo đen. Úi dồi, chọn chiến binh đi. Ok nhá, chiến binh các bạn ạ. Rồi, xem nào, ở đây có rồng. Úi, nhưng mà rồng hẳn 7 tiếng nữa mới xuất hiện các bạn ơi. Thế nên là, xem nào, mình sẽ đi, trước tiên là mình đi, ở đây có trứng rồng này. Thử đi mua đồ xem. Ở đây thì có rất là nhiều khu. Đấy, ở đây là có khu quay dương ấy, các thứ này. Thoải mái luôn. À, câu cá này. Câu cá cũng đổi ra được đồ VIP này. Nhưng mà mình sẽ qua cái khu vực cao cấp này xem nào. Cao cấp, nghe đồn là bên này là đổi đồ rồng VIP đây. Nói chung là lâu lắm mà mình không quay lại cái server này. Đấy, nhưng mà được cái là trứng rồng. À, ở đây có giáp rồng này. Uầy, trứng quý à. Đây, mình khi là mình tiêu diệt cái con rồng là mình sẽ nhận được trứng rồng các bạn. Đấy, sau đó 10 trứng rồng thì mình sẽ nhận được trứng rồng quý này. Rồi, xong rồi bắt đầu là đổi 8 quả trứng rồng quý này. Ôi, đổi luôn các bạn. Chắc là cái giáp rồng này nó phải xịn hơn cái giáp này chứ nhờ. Ui, xịn hơn là cái chắc rồi các bạn. 30 sinh lực cơ mà. Nhưng mà chỉ có mỗi áo giáp thôi, chứ không có quần áo gì cả. Ok, không sao cả. Có gear 5 này. Cái gear này à? Cái này chắc là cầm ở bên tay bên kia à? Ok, đổi luôn. Đổi luôn các bạn này. Ok nha. Ui, nhưng mà chết giờ mình thiếu trứng rồng rồi. Thôi kệ đi, không sao. Bây giờ chúng ta sẽ đổi. Ui, ở đây có kiếm này. Ok nha, mình sẽ đổi kiếm đi. Không cần cái ghia cũng được. Trời ơi, đánh cần gì. Ok luôn, đánh không cần ghia luôn. Đấy, có cái ghia này thì mình cầm bên tay bên kia nó mạnh hơn. Nó tăng cho mình hồi phục thôi à. Ui dồi, cú đêm. Ui, không tăng sức mạnh các bạn, không quan tâm lắm. Xem nào, ở đây có kho báu này. Chà, kho báu One Piece à. Cái này để mở đây các bạn ạ. Nhưng mà thôi, mình phải đi đánh bốt đã. Nói chung là chúng ta có thể đánh được những cái con bốt. Tí nữa mình sẽ đi đánh bốt sau. Ở đây có tổng hợp này. Ui, tính ra là cái server này bây giờ nhiều cái khu đổi đồ dã man luôn bạn. Xịn phết đấy, đừng có đùa. Hay giả haki luôn này. Cái này đúng đậm chất One Piece luôn các bạn ạ. Ui, ai mà một One Piece chân chính thì thôi ấy, vào đây chơi thì thôi. Ở đây đang đua top à? Ở đây là chúng ta mấy cái dương này này. Ui, dương kho báu này, kho báu One Piece này. Wow, mấy cái dương này là chúng ta hình như là câu cá này, hoặc là đi đánh bốt cũng được này. Dương online, dương spawn các thứ này. Đây là dương ác quỷ này, câu cá đây và bút mega. Ok nhá, nhưng mà mình không có các bạn ơi. Thôi, giờ thì mình sẽ thử xem rằng là có cái khu gì không. Đâu, nhiệm vụ của mình và ngày hôm nay đó là vào đây tần bốt mà. Ở đây có khu sửa chữa. Rồi nhá, tôi enchant đồ các bạn. Đúng rồi, enchant đồ. Enchant đồ xem nào. Enchant đồ phải không? Xem nào. Ở đây là có phù phép à. Mình sẽ enchant cái kiếm. Đúng rồi. Enchant cái này thì chúng ta chỉ cần gõ cái lệnh CE2 đấy là đỡ phải mất công. Ở đây là phù phép huyền thoại à, giá 22.000 XP. Ok luôn các bạn này. Sách phù phép huyền thoại. Ok nhá. Ui, trời đất ơi, ghê luôn các bạn. Nhận được sách phù phép huyền thoại. Ui, được cái gì đấy? Trời đất ơi, cái này là cái cắt tút à. Nói chung là ui, thành công chỉ có 10% thôi. Ui, xem nào, mình thử mua nào. Mua nhiều một xíu. Nói chung là cái này nó cũng hên xui nữa các bạn ạ, chứ nó không phải tỷ lệ. Cái này chơi này nó cũng được này. Ui dồi, cái này là gì đây? Ui, ấy trời, tự nhiên mở hết đi. Thế nào, ở đây là có cái hồi phục máu này, gây mù này, nhận được búp vội vàng này. Ui, mấy cái này búp vào giáp. Thôi, chắc có lẽ rằng là mấy cái cuốn sách này để lần sau mình enchant sau các bạn ạ. Xem nào, bây giờ là chúng ta sẽ có thể mua thuốc thì phải này. Ở đây là có mấy chỗ này là chúng ta sẽ có thể là mua thuốc bất tử trong vòng giá 50 level. Level thì chúng ta có thể là đi đánh với quái vật đấy là có thể là kiếm được rồi. Ok, mình sẽ mua nhiều đã. Ok nhá, thuốc bất tử trong vòng 1 phút ạ. Ui, tốc độ này. Mua nhiều một xíu bạn. Ui, trời đất ơi, 41 level. Chết dở rồi. Vừa nãy mình đang có 500 level mà đã sắp hết rồi. Thôi, không mua nữa các bạn. Thuốc lào. Đợi. Rồi, ok. Xem nào, bây giờ xem còn cái khu nào không đợi. Khu nào xịn sò đúng không nhỉ? Ở đây là có, đây là phó bản này. Tí nữa thì mình sẽ xem nào. Ấy chà, ở đây có rồng một ngày huyền thoại này, con rồng thì phải chờ 7 tiếng nữa. Ui, dâu đen dâu quặp. Wow, 3 tiếng à, hình như đây là hai cái con bốt mạnh nhất nhì ở đây các bạn ạ. Được, tí nữa mình sẽ vào đây mình tản sau. Giờ thì mình xem còn cái khu nào đúng không nhỉ? Item bot này, khu giao dịch này. Khu donate thử xem nào. Khu donate xem có gì hay không. Ở đây có mấy cái đồ này. Thôi, đồ rồng này là đồ VIP nhất ở đây rồi. Nhưng mà nói chung là cái cây quốc hình như là cũng có đồ xịn sao ấy. Cúp tài tử này. Đó, xem nào, ở đây còn có khu donate này. Xem nào, khu giao dịch bên này nào. Ui, bên này còn nhiều nữa các bạn ơi. Dã man thật. Tính ra là lắm khu đổi đồ thực sự luôn ấy. Mình cứ tưởng là có mỗi một khu cao cấp này, khu giao dịch này, khu donate này, còn khu nào đổi đồ nữa không ta? Ôi, giao dịch cá. Ui, đây nữa này, còn khu này nữa này. Ui, nhiều dã man luôn. Ồ, ở đây có đồ đô đốc gì này. Chà, đồ đô đốc này hình như là lên đến tận level 5 này. Chắc cũng thuộc dạng xịn sò. Ui, 16 sinh lực này hình như là giống cái áo mình. 16, 30%. Thế nào? 17, 50, 30. Ui, cái này là cái gì đây? Thuốc lào. Nâng cao sĩ diện. Ui, chết giờ mình hút phải thuốc lào rồi các bạn. Dạ rồi. Trời đất ơi, thuốc lào nâng cao sĩ diện cái gì bịp à. Ôi, tôi xong tôi rồi. Đấy, qua cái khu phó bản này nha. Hình như là vừa mới cái con bốt dâu đen dâu trắng thì đã hồi sinh rồi. Ok, trời đất ơi, úi rồi chạy này. Ui, cái gì đấy, sao lại chạy như chó này. Làm thế nào? Ok nhá, đâu dâu đen dâu trắng đâu rồi. Con này phải không? Ui, con bốt này, mạnh thế. Rồi, đâu mình tẩn các bạn. Được luôn đấy chứ sợ cái gì. Ui, rồi không sao các bạn. Đây, đánh mấy con bốt này xem nào. Ui, cũng bình thường nhờ. Nó dí cái thằng kia ghê vậy. Rồi nha, mình ăn cái này đã. Dí các bạn kia không trượt phát nào luôn. Đó, xem nào. Kỹ năng người chơi đã bị tiêu diệt ạ. Ok, hình như là ai sát thương cao là nó sẽ đuổi người đấy các bạn ạ. Ok, mình đang bất tử mà. Ui, con này trâu vậy. Tẩn luôn các bạn này. Ui, không biết là mình có giết được mình có. Ui, con này đang đuổi mình các bạn. Hay quá, mình sát thương cao. Ui, ngon. Láo này. láo này. Đâu rồi, đâu rồi. Ê, quay lại. Chết rồi, thằng kia nó lại cứ dí bạn kia là thế nào nhỉ? Cái thằng bốt này. Chạy, đi đâu rồi? Láo này. Chạy nhanh dã man luôn chứ. Mình đang chạy nhanh nhưng mà đâu rồi, đâu rồi. Đứng lại. Đứng lại. Ui, ai à, kỹ năng ghê vậy. Được đấy, không biết là mình có tiêu diệt được nó hay không các bạn ơi. Đứng lại. Mình phải tiêu diệt con boss này. Ờ, đây, mình phải xuất hiện lên bảng vàng các bạn ạ. Lão. Trời đất ơi, không phải mình các bạn. Cái thật sự. Trời đất ơi. Bực quá. Cay quá các bạn. Không giết được. Cay quá các bạn. Đã thấy qua xem nào. Không giết được con boss củ chuối kìa. Đâu rồi? Bên này còn con boss nào không? Ủa, bên này không có con boss nào à? Trời đất, hay là bị tiêu diệt rồi. Hay là chưa hình như là sắp xuất hiện. À đây rồi. À, trời đất ơi. Ui. Rồi ok, không sao nhá. Lần này thì mình sẽ phải tiêu diệt được cái con đần đội này. Trời đất ơi. Ui, con này hình như là VIP hơn đấy các bạn. Úi, con này hình như là xịn xó hơn đấy. Mày láo mấy anh. Láo mấy anh mày. Ui, anh nhớ không trượt phát nào các bạn. Ui, tính ra đây nhiều boss lắm nhưng mà có mỗi hai con này mạnh nên mình sẽ phải ghi tên bảng vàng các bạn. Sao? Ui. Tần mình không trượt phát nào các bạn. Nhanh. À, con này ghê vậy. Tận mình không trượt phát nào. Đâu xem nào. Never die. Rõ ràng dùng never die các bạn ạ. Never die rồi mà vẫn chết. Bám đi anh em ơi. Đúng rồi. Phối kết hợp vào. Gõ vào mông nó. Gõ vào chân nó. Ui. Tính ra kiếm của mình chém mạnh nha các bạn nha. Đừng có đùa. Rồi chém. Ui. Ăn. Ăn đã hồi máu đã. Chém đi anh em. Chém. Bam. Ui dồi ôi. Láo này. Rồi nó chạy đi đâu rồi? À, mình phải đổi góc nhìn này để mình có thể là băm nó dễ hơn các bạn. Ui, mấy con này đã mạnh như thế này, không biết là con rồng nó mạnh như thế nào. Ui. Hóa thần hóa thú rồi. Ui, sét đánh. Láo. Wow. Đấy. Một cây làm chẳng lên non. Nhưng mà không, mình muốn rằng là tên mình hiển thị ở trên bảng vàng cơ. Trời ơi, mình phải hiển thị trên. Đứng lại. Con đưởi đâu rồi? Con kia nó chạy nhanh thật. Chục thanh niên bâu vào các bạn. Tính ra server này hay mà, nhiều người chơi mà. Trời đất ơi. À, bảo sao nhiều người chơi mà bảo sao người rủ mình sang đây tiêu diệt boss à. Chết giờ rồi, mình thua ở trong cái server củ chuối này rồi. Không được, mình phải tiêu diệt được một con boss. Đứng lại. Ui, con boss này nó làm khỏi không biết bao nhiêu người các bạn. Đứng lại. Ui, không phải mình các bạn ơi. Trời đất ơi, vẫn không phải là mình các bạn. Cay thực sự. Tính ra là ai tiêu diệt được boss thì người đấy mới nhận được đồ các bạn. Ui, khó nhở. Ui, thanh niên này. À, thanh niên này hai tay hai kiếm. Cay. Đẹp lắm. Chắc có lẽ rằng là mấy thanh niên này đồ VIP rồi. Cay dã man luôn bạn. Còn có boss nào để mình chơi đùa không ta? Ở đây có linh hồn này. À, đây farm level được này. Không, có con boss nào lạc loài ở đây không? Mình cũng phải lấy cái danh dự. Ê, đây có con. À, ui, đây là con lính đánh thuê bạn. Ui, tính ra mấy con lính đánh thuê củ chuối này nó mạnh thế. Ui. Trời ơi, server này là một cái thế lực gì đó rất là ghê các bạn. Không phải là mình là có đồ VIP là mạnh nhất đâu. Ui. Dã man. Ui. Hải tặc kia. Ôi ôi, mình sẽ mình qua bên kia. Ờ. Qua bên hình như là có boss hải tặc các bạn. Trời đất ơi, cái server này ghê vậy. À đây rồi. Đâu. Ui ôi. Nó tẩn mình một cái chết luôn này. Rồi nha, sử dụng ạ. Đâu rồi? Tấn công. Ui, con này còn ghê nữa. Ui. Anh em ơi, cứu. Con này nó tẩn mình. Ê, anh em ơi, cứu. Đừng để cho nó tẩn mình. À, ui, nó tẩn mình như này là mình có cơ hội lên bảng vàng các bạn. Nó mạnh. Ê. Trời đất ơi. À, mấy thanh niên kia. Láo này. Ui, anh em ơi hộ. Dã man thật, nó tẩn mình. Trượt phát nào. Mày láo. Tao bất tử đấy, mày làm gì tao? Lêu. Mày làm gì tao? Đứng lại đi. Trời đất ơi. Đã thì đứng lại các bạn. Đã để đứng lại chiến đấu với nó luôn đấy chứ. Rồi, 500 anh em bâu vào. 500 anh em ơi. Dùng thuốc. Con kia nó vẫn đang đánh mình các bạn, vẫn đang đánh mình là nó. Trời ơi, đúng rồi các bạn ơi, các bạn hãy bầu vào đây. Các bạn hãy bầu vào đây. À, mình cũng mạnh. Cứ tưởng là mình là baro ở đây rồi, mình vào mình được cho đồ là xịn rồi. Hóa ra là không phải các bạn. Không phải là như thế. Đâu ai? Ê, nó lại đuổi bạn kia rồi, chết giờ rồi. Không sao. Kiểu này là toang các bạn. Kiểu này là đi luôn rồi. Kiểu này là mình không có cơ hội giết được boss rồi, nó đuổi ai là y như rằng là người đấy. Lào. Uầy, bây giờ mới được một nửa máu ạ. Quánh lộn từ vừa nãy đến giờ. Trời ơi, hay quá nhở. Đã thấy đứng yên đánh nhau với nó luôn các bạn ạ, sợ cái gì. Rồi, đây núp đã bao giờ sợ ai bao giờ đâu. Rồi ôi, trừ chủ ạ, chủ server. Chủ server xóa nick thì sợ. À. Láo. Ôi, sắp chết rồi. Hay quá. Trời ơi, ui bạn kia mạnh thế nhở, chém một cái rồi con bốt nó sắp mất rồi. Ôi, ghê vậy. Ghê vậy. Chắc có lẽ sau khi tiêu diệt xong con bốt này mình phải đi gọi là thầy thuốc. Ui. Trời đất ơi. Kể từ ngày đó là mình sẽ đi gọi là cày cuốc luyện level. Luyện level để mình có thể là có được gọi là xứng danh tên trên bảng vàng các bạn ạ. Kiểu như là tiểu baro ở đây chứ không bị ăn hành nhiều quá, cay quá. Chứ bây giờ mình đi PVP là đứng lại. Ui, vẫn không được. Cay thực sự các bạn. Cay thực sự luôn. Ai, bực quá mà. Thôi, đã thế thì mình sẽ chờ con rồng nốt các bạn ạ. Con rồng mà mình cũng không tiêu diệt được nữa thì thôi đấy, chắc là chịu rồi. Chắc là mình sẽ phải ở trong cái server này mình gọi là rèn luyện kỹ năng bao giờ đủ độ VIP thì mình cuối cùng chờ mãi con rồng nó cũng xuất hiện rồi các bạn ơi. Từ nhá, đâu rồi nhỉ? Nó đâu rồi? À, ui, trứng rồng này các bạn. Trời ơi, tranh nhau à, bé nào cũng có phần. Từ nha, mình có cung các bạn. Đấy, mình vừa thấy cái cung của mình ở trong dương xong, bây giờ là phải đi tẩn cái con rồng kia phải không? Rồng đâu rồi nhỉ? Ơ, nó lại chui đâu rồi? Con này buồn cười nhỉ. Trời ơi, không tôn trọng khán giả. Ra đây nào, nhanh khẩn trương lên. Trời ơi, mấy thanh niên cứ ngồi đây rồi các bạn. À đây rồi, đó, con lợn này. Nó đi luôn các bạn, không coi ai ra gì luôn. À, một thứ gì đâu, phải thứ hai đến thứ bảy rồi. Đâu rồi. Con lợn rồng này đứng lại coi. Để ơi, nó sắp hạ cánh rồi bạn. Láo này. Ui, con rồng nghe đồn là 20 mấy k máu đấy các bạn ạ, không phải dạng vừa đâu. À, đây rồi. Đấy thì sau một hồi đánh con rồng mà mình cũng không tiêu diệt được các bạn ơi, nó mạnh dã man luôn. Và người khác tiêu diệt chứ không phải mình các bạn, cay thật sự mà. Chắc có lẽ rằng là những cái con boss ở đây nó rất là mạnh. Và mình với những cái món đồ mà mình được cho này, nói chung là những cái món đồ mình được cho này cũng rất là xịn chứ không phải thuộc dạng vừa đâu các bạn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là còn rất là nhiều món đồ xịn hơn nữa mà chúng ta phải cày cuốc. Thế nên là đâm ra chúng ta sẽ phải gọi là rèn luyện thêm các bạn. Đấy, và thôi, chắc có lẽ rằng là clip kết thúc tại đây rồi. Và nếu các bạn yêu thích về One Piece thì các bạn có thể vào server này chơi nha. Hoặc ngoài ra thì chúng ta có rất là nhiều server Skyblock nữa ở trong MinePlow.net. Thì các bạn đừng quên và vào và tham gia nha các bạn nha. Hay đấy, nói chung là server cũng rất là đầu tư các bạn. Cũng rất là hay đấy, đáng để chơi các bạn. Ok, và xin chào gặp lại. Bye bye.